Google Meet. Trước hết chúng ta sẽ vào cái chương trình chờ đâu cốc cốc tùy anh chị các chúng ta sẽ vào phần nào cũng được. Thì sẽ màn hình sẽ hiện lên như này, thì sẽ hiện lên cái màn hình chính thì có biên được Gmail hai chỗ đúng một hai và Gmail ở trên, ta vào cái nào cũng được trên nó như nhau. Đấy, thì ta sẽ bật Gmail, thì Gmail sẽ người ta để chế độ tự động đăng nhập thì nó sẽ tự đăng nhập, mình không cần nhập mật khẩu nữa. Đấy, nếu mà chưa có thì chúng ta phải đăng nhập và vào trong Gmail. Gmail sẽ hiện được như thế này. Đấy thì màn hình Gmail chúng ta đã đăng nhập và đã vào xong. Thì bây giờ trên Gmail ta nhìn thấy đấy sẽ có cái chấm như thế, thì sẽ hiện lên các ứng dụng của Google. Thì ta sẽ dùng con trỏ và tích chuột vào đây, thì trên cái này nó sẽ xuất hiện một cái Google Meet. Đây Google Meet, khi bật vào Google Meet này ta bật lên tích vào đầu Google Meet. Đấy, tích vào cái Google Meet này. Đấy, tích vào Google Meet thì màn hình sẽ hiện lên cái chương trình một cuộc họp video chất lượng cao miễn phí cho mọi người. Đấy, miễn cho mọi người. Thì như vậy nó có hai phần, một phần là cuộc họp mới và nhập cái mã hoặc đường link. Thì giảng viên hoặc cô giáo sẽ gửi cái đường link qua Zalo hoặc qua tin nhắn, thì chúng ta copy vào đó và paste dán vào cái chương trình nhập một mã này. Thì chúng ta sẽ copy này. Đấy, tức là sao in sao một cái chương trình ở Zalo vào đấy, và chúng ta có thể ấn vào phím phải. Đấy, thì chúng ta sẽ dán đấy Ctrl V thì sẽ lên một cái mã như thế này và ấn nút tham gia. Đấy, như vậy là chúng ta đã đang chuẩn bị sẽ có một cuộc họp. Thì máy ảnh đang khởi động và ta sẽ chuẩn bị một bên là tham gia ngay. Đấy, hoặc là mình cài đặt cái phần micro và camera cho hợp lý. Đấy, vào chỗ tùy chọn vào cài đặt. Đấy, chúng ta sẽ vào phần cài đặt thì nó hiện ra như vậy. Micro này. Đấy, micro này. Nếu mà bên kiểm tra bên loa thì ta sẽ kiểm tra bên loa, thì ta ấn nút chữ kiểm tra thì sẽ nó sẽ lên và xong. Thì ấn nút tham gia ngay. Đấy, ta vào cái chỗ tham gia ngay. Như vậy, đấy, chúng ta sẽ được một chương trình. Và khi giảng viên sẽ phát hình cho cuộc họp thì sẽ hiện lên toàn bộ cái trang chính như thế này. Và chúng ta có thể có quyền tham gia. Đấy, tham gia ở trên cái màn hình toàn bộ như thế. Thì không được ấn vào nút nào cả. Chúng ta không nút mà nếu muốn bật camera thì chúng ta bật camera. Đấy. Hoặc là chúng ta muốn rời khỏi cuộc họp thì vào đây micro, tắt hoặc mở micro. Đấy, còn thì chúng ta không ấn vào nút trình bày ngay. Trình bày ngay chỉ dành cho giảng viên. Chỉ dành cho giảng viên thôi. Đấy, mà nếu như muốn rời khỏi cuộc họp thì ta ấn nút, nút rời cuộc họp. Ok, thì tự nhiên ta sẽ rời lại, màn hình sẽ hiện lên. Có thể là tham gia lại hoặc là quay lại cái màn hình chính, quay lại về vị trí ban đầu cuộc họp khác, hoặc là tham gia lại thì lại vào tiếp ấn nút tham gia lại. Thì chúng ta sẽ quay lại màn hình chính thì lại như thế này. Thì có nên màn hình chính này thì chúng ta sẽ tham gia một cuộc họp mới. Riêng Google Meet trên điện thoại di động hay là Android hoặc là iOS thì ta sẽ vào phần, nếu về iOS của iPhone thì vào vùng App Store, thì vào của bên Android thì ta vào CH Play. Đấy, vào CH Play ta sẽ tìm đúng CH Play rồi, đến CH Play ta sẽ đánh tìm Google Meet. Đây Google Meet thì ta cài đặt. Đấy, ta ấn nút cài đặt thì máy sẽ tải xuống đấy, cái phần mềm này nó đang tải xuống 25% rồi, 99% rồi, bắt đầu cài đặt.
Thì sau khi mà nó cài đặt xong thì chúng ta sẽ làm tiếp. Đây, cài đặt thì nó đang quét virus. Đấy, quét virus. Và đến đã xong thì trên màn hình ta sẽ có một cái biểu tượng mít tạo vào đó. Thì ta tiếp tục ta cài đặt tiếp, tức là phần cho phép chụp ảnh rồi ghi âm. Đấy, trên thì khi màn hình đã lên cuộc họp mới và tham gia bằng mã như ở bên Windows, laptop hoặc đấy, thì ta sẽ vào cái phần Zalo hoặc là Messenger hoặc là tin nhắn, thì ta sẽ tìm thấy đường link của giảng viên hoặc thầy cô giáo, ta copy link vào đấy, đã sao chép xong thì copy cái link đấy thì ta đưa vào trong cái tham gia bằng mã này, thì ta vào này, dán vào đấy, paste vào đấy, dán đấy, như vậy thì ta tham gia, ấn nút tham gia ở góc trên bên phải đấy, thì ta sẽ hiện ra màn hình đấy, có là màn hình để chuẩn bị học tập, thì ấn nút tham gia là tôi tham gia. Thì đây màn hình đã hiện lên, ấn nút tham gia đấy. Thế thì khi mà nếu chưa được, nếu ta muốn thoát thì ta sẽ ấn vào cái nút đỏ đấy, nút đỏ đấy, đã cho nó về cái ta có thể tham gia cuộc họp khác. Rồi, chào các bạn, chưa cài đặt thành công.